Rồi có hai cái quà tặng. Rồi thì giá là gì nè? 2.990.000 đồng, đúng không ạ? Và nếu như mà đang có ưu đãi, nếu anh chị mà ủng hộ Vinpa thì anh chị có thể trả 190.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay cũng không cần phải trả này, anh chị chỉ cần 0 đồng thôi. Mình sẽ tặng anh chị một cái tài khoản này 0 đồng miễn phí, đúng không ạ? Bình thường thì phải trả 199.000. Nhưng ngày hôm nay anh chị đã có mặt ở trong này, thì đây là cái gói cơ bản anh chị. Cơ bản là anh chị sẽ có gì? Anh chị sẽ có một cái tài khoản học tại vinpa.edu.vn, cái khoa học thiết kế ấn phẩm truyền thông đó .vn, đúng không ạ? Anh chị sẽ có cái tài khoản này, và gói cơ bản thì anh chị sẽ được học trong vòng là 1 tháng, đúng không ạ? Anh chị sẽ được học trong vòng 1 tháng. Anh chị có cái tài khoản này có trị giá là 2.990.000 đồng, nhưng mà anh chị sẽ được học trong 1 tháng, và cái khóa cơ bản này thì đã free cho anh chị 0 đồng luôn, gồm 16 cái video anh chị có thể làm chủ mọi ấn phẩm truyền thông của mình. Và thứ hai là mình tặng cho anh chị một cái template, tức là cái mẫu logo sẵn á, cái mẫu logo, mẫu menu sẵn. Cái mẫu này là đã được chứng minh thành công rồi. Đây ví dụ cái mẫu này, anh chị chỉ việc lên là thay logo của mình vào, thay hình đổi chữ, và thay như thế nào thì trong khóa học này đã hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Cái mẫu này thì nó trị giá là gì nè? Nó có một cái mẫu thôi, nó chỉ có một mẫu thôi. À, là cái mẫu gì nè? Cái mẫu A4 ngang thôi, đúng không ạ? Chỉ có một cái mẫu A4 ngang thôi. À, mình sẽ tặng anh chị cái mẫu A4 ngang này. Và với cái khóa này thì nó là 2.990.000 đồng, là anh chị đã sở hữu được rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là miễn phí 0 đồng cho anh chị. Và một cái gói thứ hai mình muốn giới thiệu anh chị, nếu như anh chị thực sự mà yêu quý Vinpa, và cái khóa này có trị giá là 6.990.000 đồng, đúng không ạ? Và anh chị, đây là khóa tiêu chuẩn. Cái khóa tiêu chuẩn này thì anh chị sẽ có cái tài khoản học ở đây là trị giá là 3 tháng, đúng không ạ? Và các anh chị sẽ có một cái bộ template, mà anh chị sẽ có cái 4 cái mẫu, cụ thể là 6 cái màu lận. Anh chị sẽ có A4 ngang của menu, A4 ngang combo này, A4 ngang combo. Đấy, anh chị có A4 ngang tự chọn, đúng không ạ? A4 dọc combo, A4 dọc tự chọn. Đó, anh chị sẽ có tất cả các cái biểu mẫu này hết luôn, đúng không? Trong cái khóa tiêu chuẩn này, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa, một cái điều nữa là Vinpa tặng cho anh chị cái bộ hình ảnh của Vinpa luôn, bằng cái bộ hình ảnh. Bộ hình ảnh, đây là cái quà tặng mà nhìn ạ, Vinpa phải dành rất nhiều thời gian và công sức thì mới có những cái bộ hình ảnh về topping. Về topping này, về thức uống, những cái thức uống nào mà hot nhất. Những thức uống nào từ xưa đến nay Vinpa có thì Vinpa nằm trong cái bộ này, và bộ này thì giá 5 triệu. Bộ này thì giá 5 triệu thì ở đây cũng có luôn, đúng không ạ? Đây là một bộ. Còn trong cái khóa cơ bản này thì nó không có, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái khóa nâng cao này thì anh chị có cái bộ này thì giá là 5 triệu một bộ, đúng không ạ? Nhưng mà cái khóa này á, và cái mẫu này này nó trị giá là 5 triệu, đúng không ạ? 3 tháng sử dụng này thì anh chị có thấy là đâu đó khoảng 2.990.000. Thì tổng cái giá trị này đang được niêm yết rồi bán là 6.990.000. Tuy nhiên ngày hôm nay á, anh chị có muốn một cái ưu đãi thực sự không ạ? Để anh chị nhận hết full các cái biểu mẫu, các cái template này mà những cái bạn kỹ thuật ở bên Vinpa, những cái bạn gọi là gì nè, tiêu chuẩn hóa và đóng gói những cái điều như thế này, anh chị chỉ cần miễn phí thì anh chị đã nhận được cái gói cơ bản rồi. Tuy nhiên anh chị chỉ cần bỏ ra một số tiền là gì nè, ngày hôm nay nó cực kỳ khủng anh chị ạ, chỉ có 600.000 đồng thôi.